vì trong kinh thánh chúng ta thấy là chúng ta được học trong giáo hiến. Tuy nhiên có một điều là trải qua rất nhiều những di kỷ, phán thánh đã trở nên mình và máu Thánh Chúa, làm cho giới khoa học và giới y học vô cùng sự sống. Và cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn không thể nào lý giải được từ một miếng bánh là một mình mà trở thành một miếng thịt cơ tí của con người. Vì sao là thế? Đó chính là dấu chỉ của tình yêu Giê-xu. Dấu chỉ này, Ngài chúng ta đang làm, Ngài vẫn hiện diện với chúng ta. Ngài vẫn hiện diện và đồng hành cùng giúp đỡ và cùng che chở, cũng như làm cho chúng ta trở nên giống là của Ngài hơn, nhất là trong ngày hôm nay. Với ý thức đó, chúng con cảm thấy tình yêu Chúa đã ban dạt dào cho chúng con. Và ca khúc Tình Yêu Chúa Yêu Con, một sáng tác của Linh Mục Từ Duy, sẽ tiếp nối chương trình thánh ca tối ngày nay với chủ đề Tình Yêu Giê-xu qua ngôn ca của ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm.
các chị, các đoàn về cô nhiễm hy vọng là cái tháng trước chúng ta thấy rằng là có ba hàng, tức là tháng cô rất là xinh đẹp, tháng này chúng ta thấy có ngũ ca, tháng tới chúng ta sẽ có tám ca.